Hoa hậu Ý Nhi thoải mái khoe ảnh khi đi du học, sau khi lên đường đi du học Úc, mới đây, Ý Nhi đã cập nhật những hình ảnh đầu tiên của cô tại nước bạn. Hôm qua ngày 7 tháng 11, trên trang cá nhân, Ý Nhi khoe ảnh cô đứng ở ngôi trường Sydney, nơi nàng hậu theo học. Trong ảnh, Ý Nhi mặc chiếc áo khoác giản dị, năng động và nở nụ cười rạng rỡ, Miss World Việt Nam 2023 gửi lời cảm ơn tới những người đã quan tâm và gửi lời chúc tới cô. Hoa hậu sinh năm 2002 cũng thông báo cô đã tới Úc an toàn vào sáng ngày 1 tháng 11, sáng nay ngày 8 tháng 11, Ý Nhi tiếp tục đăng ảnh chụp cô đi làm tài khoản sinh viên tại trường. Lúc này, nàng hậu ăn mặc điệu đà, sang chảnh hơn, khoe vóc dáng chuẩn, trong một clip khác, Ý Nhi cho biết cô ở cùng em họ và có thể tự nấu những bữa ăn. Hàng ngày, Ý Nhi đi từ nhà đến đến trường bằng tàu điện ngầm và mất thời gian khoảng 30 phút di chuyển, có thể thấy, tâm trạng Ý Nhi đang rất thoải mái. Cô tự tin cập nhật cuộc sống thường ngày của mình chứ không vắng bóng như 3 tháng qua, dưới các bài đăng của Ý Nhi, đông đảo cư dân mạng gửi lời chúc nàng hậu học tập tốt, có nhiều trải nghiệm ý nghĩa, ngày càng trưởng thành hơn. Được biết, Ý Nhi du học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Sydney trong 2 năm. Trước khi lên đường du học, Ý Nhi đăng tải clip xúc động nói lời xin lỗi mọi người và hứa hẹn sẽ dành thời gian 2 năm du học để trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân, mở rộng thế giới quan.